bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho người một cái hộp đựng công cụ mới vừa về shop của hãng Stanley. Thì hộp công cụ thì xưa giờ mình bán có nhiều hàng, đa số là hàng của Trung Quốc, thương hiệu thì nó tùm lum tà la. Thì hôm nay thì mình chính thức bán một cái thương hiệu mà có thương hiệu đàng hoàng. Thì cái thùng này là thùng của hãng Stanley. Cái này nó hay lắm, thì mình sẽ cho mọi người thấy nó hay chỗ nào. Về kích thước của thùng này thì nó rất là vừa phải, là 39.4 x 22 x 16.2. Kích thước này thì rất là phù hợp để chúng ta để những cái vật dụng cơ bản như là thước, rồi búa, rồi kềm, rồi kéo, hoặc là một cái máy mài gốc ở đây, hoặc một cái máy khoan mini. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái kềm, cái thùng này bên trong nó như thế nào. Thì trước khi vô bên trong thì mình sẽ đi vòng bên ngoài. Người thấy thiết kế nó trong cái hòm vậy. Đúc rất là ok nha, nhựa đàng hoàng. Đây là hàng nhập khẩu nha mọi người. Đó. Chính hãng. Thì ở trên này nó sẽ có 4 cái ngăn để chúng ta để vít ở trên này rất là tiện. Thì khi nào chúng ta xài thì chúng ta mở ra, không xài chúng ta đậy lại. Thì ở đây thì mỗi cái chúng ta có thể để được khoảng vài chục con để chúng ta sử dụng. Nếu mà chúng ta để chẳng hạn như là vít 3 phân, 4 phân, 5 phân, 6 phân, hoặc là tắc ghê, hoặc là gì đó, tùy mọi người. Bây giờ cái hay nè, mình sẽ cho mọi người thấy cái thùng này nó mở hay lắm. Để chúng ta kéo nút này, chúng ta đẩy lên nhẹ nhàng. Cái cơ chế của nó là mọi người thấy, mình khi mình gỡ này lên thì cái này nó sẽ sập xuống. Ở đây thì cho cái móc này nó sẽ gài hai cái lỗ ở đây, là hai lỗ đây. Nên khi mà chúng ta đóng lại á, tự nó sẽ đóng lại, chúng ta không cần phải làm gì hết. Chúng ta không phải cái gạt gạt như này giống như cái loại khác. Chúng ta buông thì tự nó đóng lại. Đây là cái thùng này cho những người làm biến đó. Làm biến thì xài xong đó, sách đích thôi, không cần phải làm gì hết đó. Mỗi lần tháo lên đó, đơn giản, đóng lại. Đó, thấy không? Hay. Thì bây giờ ở trong á, nó sẽ có cái gì nữa nè, nó cũng hay nữa nè. Đây là một cái khay nhỏ để chúng ta để vít, chẳng hạn như để vào giấy nè, tua vít nè, những cái dài 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 chúng ta để này. Nhưng mà để ở đây thì chúng ta phải biết ở trong này có cái gì nữa. Thì nó thiết kế mọi người thấy là nó không có đậy hết full cái này giống như một số cái thùng khác, mà chúng ta có thể nhìn vô để biết rằng bên dưới còn cái gì nữa hay không. Thì chúng ta để dưới đây. Ở dưới này chúng ta có thể để búa nè, để kéo nè, để thước nè. Tự nhiên là nằm trong cái kích thước của nó thôi. Và khi chúng ta xài chúng ta đậy lại xong và sắp đích thì thôi đi. Rất là gọn nhẹ, mọi người sẽ không bị sợ cái trường hợp nó bị bung hai cái khóa, tại vì cái khóa này nó chỉ có thể bị gãy thôi chứ nó không thể bị bung được. Tại vì ở đây nó hai cái ngàm lớn nó móc ở bên dưới của cái này luôn. Ở dưới này nó không phải đơn giản là nó thiết kế là một cái miếng rồi chúng ta gài vô đâu nha. Ở đây là nó đút nguyên một cái khe đàng hoàng luôn, để cái ngàm trên đây nó dính vô. Đó là nó rất là cứng nha, chứ không phải là nó làm sơ sài. Đó là chúng ta sẽ không có sợ cái trường hợp là nó sẽ bị gãy. Đương nhiên nếu chúng ta làm nó quá sức cái này thì đương nhiên nó sẽ không có chịu được rồi. Thì với một cái thùng hay như thế này thì giá nó là bao nhiêu? Thì giá đó là 377.000, chưa gồm phí vận chuyển. Ok, mọi người có thể mua tại Thích Làm Mộc. Nếu mọi người thích những video này thì có thể liên hệ Thích Làm Mộc để mua và subscribe kênh YouTube mình để nhận được video mới nhất. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.